Chào bà con quay lại kênh Cuộc Sống Miền Tây. Hôm nay giới thiệu cận cảnh cho bà con một cái con cào cào gọi là hàng độc đáo nhất miền Tây nè bà con. Bà con thì cũng thấy mấy hôm nay thì Cuộc Sống Miền Tây giới thiệu bà con cận cảnh về con cào cào này. Cào cào này là của anh Ba Hoàng, rất là thú vị, rất là độc đáo. Thì độc đáo chỗ nào? Cái điểm nhá, cơ bản nó cũng là con cào cào ba mái nè bà con. Thì anh đặt cào cào ba mái rồi anh sáng chế thêm. Này là này đồ bơm của anh nè. Anh chạy bánh chế bần. Đây. Đây đồ bơm của anh đây, máy nè bà con. Đồ bơm của anh đây. Đây là bình dầu, bình đề nè. Máy là có đồ lọc dầu nữa nè bà con thấy không? Rồi. Đây là cái láp giữa. Rồi. Này là anh để dầu để nước nè. Đó. Còn này cái khung dàn trang nó dài. Bây giờ quan trọng đây nè bà con, đây là cái thùng trang nè, thùng trang của ảnh. Đây. Đây là ảnh để nè, thùng trang này chắc 2 mét bà con, 2 mét 2. Này thùng trang nè, thùng trang thì giống như bình thường thì bà con lại một số video bà con thấy đó. Đây. Cái đồ bơm ở trên đó đó bà con, đen đen đó đó, nó kéo dây xuống nè. Nó kéo dây dài dài xuống như này. Đây. Đây đầu cái anh hàng hai cái sắt nè bà con, hình tam giác nè bà con thấy không? Nè, anh gắn cái bơm thiết lực nè. Đây là cái bơm thiết lực nè. À, anh câu ra phía sau luôn. Bà con thấy không? Rồi, ở đây là cái đồ điều khiển cái chân của anh nè. Đó. Đây anh hàng để cho nó dịnh lên. Dây nhợ. Đúng là lão nông chị Điền. Quá đẹp. Đâu rồi? Đây là ghế của anh ngồi nè bà con. Nè. Dán tràng quanh nè. Này là anh gắn mặt sắt vô nè. Độc đáo chưa? Là cái này bơm đẩy nó ra nè, con đẩy ra rồi nó kéo vô nè thì mới dán trang lên xuống. Này thì dán trang này cũng bình thường thôi, chứ không có gì khác lạ. Ngoài độc đáo chỗ này nè, bà con thấy không? Này cái cục địa đề nè, cái giò của anh đặt trong cái cây này nè bà con. Chỗ này nè. Nè, con thấy không? Đây này điều khiển là đẩy ra vô cái thùng trang này nè. Rất là thú vị. Còn này là cái khóa đó bà con. Trên này thì dàn trang là vàng, cái vàng nó cũng bình thường, nó không có gì hết. Đó là điều khiển số, cái tay, cái ngồi. Dàn trang này vẫn bình thường, nó bình thường thôi bà con. Hai cái dây đồ bơm nó dẫn xuống nè bà con, nó dẫn xuống nè, thì xuống cục này. Con thấy không? Cục bơm nè. Cục điều khiển này nè. Con này nè, nè nó bắt ở phía sau nè. Hai con ốc này ra vô được nè, ra vô được rồi bà con. Này là ghế ngồi. Nghe anh nói thì ảnh máy này của anh mua về có 12 mã lực rồi bà con. Chạy quá vậy. Đó là gì, nó có đèn cháy vậy. Con này anh chế gì có đèn cháy vậy. À, có
cái cục, không biết cái này là trái là gì bà con. Đèn trái nữa. Này là số, không biết cái gì nó cháy đèn đó mà đâu. Hết ý kiến luôn mà con. Nè, thằng Trang của anh nó đắng gắn hai cây nè mà con. Con cơ cận cảnh nha. Còn cái cục đen đen này thì để kéo đường gò. Quan trọng là bà con coi cái chế cái bộ thủy lực như thế này. Ở đây là trên cao nhìn xuống nè bà con. Đây. Độc đáo là chỗ này nè bà con. Gắn mà điều khiển làm sao á nó như thế này. Này thì cuộc sống miền Tây cũng không hiểu về cái máy móc nhiều cho nên là cũng không dám nói nhiều, để quay cận cảnh cho bà con xem để bà con sau này thiết kế thêm. Này anh làm sắt, sắt là bằng nặng. Này giống như là một cái tiệc tác các bà con. Quá quá hay. Con này thùng trang thì rất là bình thường, nó không có gì lạ. Quá đã rồi con. Tối à. Thì cũng chân thành cảm ơn bà con xem video này. Thì bà con xem để trao đổi đánh giá nha bà con. Tối rồi, nó bị hình nó không đẹp nữa mà con.